Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường của Thủy Sản Di. Hôm nay Thủy Sản Di xin gửi đến quý vị và các bạn bảng giá tôm cá thương phẩm các loại cũng như bảng giá tôm giống của một số công ty được bà con tin dùng và có số lượng chúng nhiều nhất. Và để mở đầu bản tin, sau đây là bảng giá tôm thương phẩm. Giá tôm thương phẩm tiếp tục tăng mạnh ở những tháng cuối năm. 20 con 195.000, 25 con 177.000, 30 con 158.000, 40 con 135.000, 50 con 128.000, 60 con 121.000, 70 con 118.000, 80 con 107.000, 100 con 97.000. Về giá số oxy, 20 con 310.000, 30 con 250.000, 40 con 170.000, 50 con 150.000, 60 con 120.000. Phần tiếp theo của bản tin là bảng giá của các loại thủy sản nước ngọt. Lương thịt 180.000 đồng 1 kg, cá hô 120.000 đồng 1 kg, cá bóng tượng size 3 con 220.000 đồng 1 kg, size 2 con 380.000 đồng 1 kg, cá rô phi 30.000 đồng 1 kg, cá rô 31.000 đồng 1 kg. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người và các bạn, Thủy Sản Di có cung cấp giống cá nước ngọt các loại. Phần cuối của bản tin sẽ là bảng giá giống. Giống Hoàng Lộc, giống tiêu chuẩn 108 đồng khuyến mãi 40, giống công nghệ cao 116 đồng khuyến mãi 40, áp dụng cho tới ngày 15 tháng 10 âm lịch. Giống Việt Úc 127 đồng, giống Môi Nam Minh Phú 150 đồng, giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống CB 146 đồng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy Sản Yến Di. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy Sản Yến Di, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy Sản Yến Di. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy Sản Yến Di, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.